Ngày 12 tháng 1, Thánh Marguerite Bourgeois. Thánh nữ Marguerite Bourgeois sinh ngày 17 tháng 4 năm 1620 tại thành Troyes, nước Pháp. Nhưng thánh nữ đã sống gần 80 năm ở Montreal, nước Canada. Marguerite là con thứ 6 trong gia đình có 12 người con. Song thân của Marguerite là những người rất mẫu đạo. Khi Marguerite lên 19 thì thất mẫu qua đời. Thánh nữ đã thay mẹ săn sóc các em trai và em gái của ngài. Thân phụ của Marguerite cũng về trời lúc ngài được 27 tuổi. Khi việc gia đình được dàn xếp ổn định, Marguerite đã cầu xin Chúa cho biết phải làm gì trong cuộc sống của mình. Lúc ấy, nhà lãnh đạo thành phố Montreal đến thăm nước Pháp. Ông đang ngắm tìm những người dạy học cho tân thế giới. Ông mời Marguerite đến Montreal dạy các lớp đạo và thánh nữ đã bằng lòng. Sau đó, Marguerite Bourgeois phân phát tài sản thừa kế của mình cho các anh chị em trong gia đình. Họ không thể tin rằng ngài sẽ thực sự rời bỏ đất nước văn minh của họ để đi đến vùng hoang mạc khô cằn bên kia đại dương. Nhưng Marguerite đã ra đi. Ngày 20 tháng 6 năm 1653, Marguerite vượt biển và đến Canada vào khoảng giữa tháng 11. Năm 1657, Marguerite Bourgeois tiến hành xây cất một nền đường dành để tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm 1658, ngài mở một trường dạy học đầu tiên. Marguerite nhận thấy nhu cầu cần phải có thêm nhiều giáo viên hơn cho công việc. Vì thế, năm 1659, Marguerite Bourgeois về Pháp và trở lại cùng với bốn người cộng tác. Đến năm 1670, ngài lại đi Pháp và đem về 6 người bạn nữa. Những người nữ can đảm này đã là những nữ tu đầu tiên của tu hội Nữ Tử Đức Bà. Thánh Marguerite Bourgeois và các nữ tu của ngài đã giúp đỡ các kiểu dân khi thực phẩm khan hiếm. Họ mở trường dạy nghề và huấn luyện cho các bạn trẻ biết cách điều khiển công việc ở nhà cũng như ngoài đồng. Cộng đoàn của Thánh Marguerite càng ngày càng phát triển. Tính từ năm 1681, cộng đoàn có hết thảy 18 nữ tu, trong đó có 7 chị người Ấn Độ. Rồi họ lập thêm những nhóm truyền giáo và hai nữ tu đã đứng ra những hội truyền giáo Ấn Độ này. Chính thánh nữ Marguerite Bourgeois đã nhận hai chị người Ấn Độ đầu tiên này vào cộng đoàn. Năm 1693, mẹ Marguerite Bourgeois đã trao cộng đoàn lại cho người kế nghiệp mẹ. Vì bề trên mới này là nữ tu Maria Barbier, người Canada đầu tiên gia nhập cộng đoàn. Năm 1698, luật dòng của thánh nữ Marguerite Bourgeois được giáo hội phê chuẩn. Marguerite dùng ít năm cuối đời của mình để cầu nguyện và viết tự truyện. Vào ngày cuối năm 1699, một chị nữ tu trẻ hấp hối, mẹ Marguerite đã nài xin Thiên Chúa trao đổi sự sống của mẹ cho chị nữ tu. Đến sáng ngày 1 tháng Giêng năm 1700, chị nữ tu trẻ đã hoàn toàn bình phục. Đối lại, mẹ Marguerite Bourgeois phải chịu một cơn sốt cùng cực. Mẹ đã chịu đau suốt 12 ngày và qua đời ngày 12 tháng Giêng năm 1700. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong thánh cho mẹ Marguerite Bourgeois ngày 2 tháng 4 năm 1982. Khi không có đủ can đảm để thực hiện những điều quý hảo, chúng ta hãy cầu xin với thánh nữ Marguerite Bourgeois giúp chúng ta can đảm và quảng đại như ngài. Tin mừng.